Hello everyone, welcome back to another vlog with Oh My Shaman. Today, I'm going to share with you guys a couple short clips from my Xifu, you know, and these are just lessons and stories that he was, you know, telling me and I found interesting. So, I want to share with you guys, okay? Let me know what your thoughts is. Let me know if you guys would like to hear more stories from Xifu, and I will be happy to, talk with Xifu and see if he would like to share some more stories with us, okay? Thank you. Tashi tama tashi polo tashi tama tashi tio te te no kon ye chot do chong go chong do chong hong wo to ke cho wong go wong do e ha je cho to da chon ma chot do su su o chot do ma nye nye wong go wong do ma kon bo suo yo wo ke ko tu ti la yo wei tu long do na che de do long do ko pu no che chot do ngong go sin da Ya to u te lo ha kia nang ma tro 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 da cho lo. Che ya so si yi kho ka te do ho te che. Kho cho da cho no chi dâng li lo lo. Che da cho chi li. A da cho thia da si yi nang ma si huon thia pe ton da ha sinh tha cho da cho no ma tro cho pa nia ma kho chi dâng li lo lo. Che. Nè no. Ba no che. Si yi mu cho pe gong tu che si yi ha tia. Cho đã cho nó chống đồ hông chế, chỉ mua kế tụ ô một tùa chế. Tàn cho nó nó hù cho đã cho tụ nó có xíu có xô tụ đế nó mà yọ đế. Ôn thiệt thế mà cát sạp rồi yọ tụ tụ chế tụ nó mà tụ xíu nó chế. Hồ kế ý dịa tụ tụ nó chế tí lũ xung mông nó chế tụ có tạ cá tế khổ tế tụ nó chuẩn thử hồn chuẩn thọ tí mỏ xin ta. Nó hồ đế hồ chế mà thiệt tụ nó yọ chế tụ nó hùng đồ lời chế khá kê nó chế tụ nó chế nó chế bóng gai đế gai chàng. Tụ nó chế chống chế sĩ gì chế lì mô lỡ lỡ cho chế lỡ cho lỡ cho nó tụ ta nó nó chế lỡ thế lì nó chế cứ chú ý kia ổ lì chá nó chế sĩ gì sẽ phèn bổ lì nó mà sĩ gì khó tô nâng địa tế chế sĩ sĩ gì yếu mù khó chế tô sĩ gì tụ cho hôn địa tế ồ yên chân tế hồ lần ta chế sĩ gì sẽ phèn lì hiểm mô bế tụ ta khá tế cổ tế mà sĩ gì ồ khó tô nâng địa tế ta chỉ sĩ gì yếu mù khó chế tô sĩ gì tụ tụn sân ta nơ chế ôi chả sĩ nhớ tổ ăn hôm xưa chả cho đã chọn được hoàng nhung một tơ vị thiệu rồi thiên là mua kia cho kia ở tu nương là một tổ kia và này nó sĩ tu tuân theo phun địa tế nó tổ một quấy tu nhu chứ tuân là trường ta lại chỉ có sĩ một tu nhu có sĩ một tu nhu nữa chứ lấy mấy tu tu chứ này nó và ôi chả sĩ một tu này nhu rồi nó chả chỉ qua nó nào có gì yo kusa na sai che ya ti tu tun sa ye shi ye de o ya me tu che ka la tsan de ka el ka te mo ka kon tu la el ti to yu wa ku la to to la nang ni e wa cha ka la tie ma chi pao li le tie lo mo to ta la ni che to lo yo lin do na che ka ye no ô cũng mới có cho đặt cá sấu lộc bò, yếu tàu na, ta chỉ nó lúa mà cứ tu sửa tàu nó bò không được, tiếng cái ô cứ bắt sa ta ho, chỉ tàu li ho, nó chỉ sử dụng qua lô lô cho bò tàu chơi chơi, nó cho mà mua sử dụng tuân theo tua kia rồi chứ, sử dụng chỉ chỉ sử dụng tê cho cái lô chọn tê tê chỉ sử dụng tuân theo tua đã chừng, mà cổ tàu bà bê nó là chỉ sợ, ý là thì là chỉ sợ cho nó cổ nó là chỉ sợ chỉ sử dụng sa cho lô cho một lô, chỉ sợ là cái lúa nó ta có thay để cứ ta thì mới trong phô chế sĩ ta ăn dây bè còn tu sĩ chỉ chế chế sĩ thì mới cho tôi nâng trọ trốn địa tê à sĩ nâng nó cho nâng trở dây nó cũ là tôi nâng trở dây khó thông địa tê tàn thọ tàu rồng xe rồng bẩn bộ lên nó thì sĩ khó chỉ tàu của tu tuân sau chế cũ lâu rồi thế chế mới cho tôi nâng nó trọ trốn địa tê giờ một phô tô từ từ bóng từ từ khởi tàu nó chỉ có từ sở nâng sợi dây mà một cười chợ điện tế còn điện thủ tàu của một sư họ cụ chế gì từ ta lên nó kho của tụ tuân theo chỉ tàu rồi chỉ của tu sĩ chỉ kho rồi nữa chỉ sĩ thiệt ta còn đỡ chỉ sĩ nắng chỉ nhà nó do phụ nắng chỉ theo liệu là bao cho cho giờ hai chị ý do phụ ba ý do phụ nó gì tập của chị chỉ là tập của đu tập của ba chỉ tập của lia
nâng sao từ sao lâu chị phụ lia nâng tu nhua chị giờ phụ đu nó chị muốn trọ lọ trong liệt tế chị khi nâng thiệt khởi tỏ dạ nó chị sợ nâng sợi dây qua nhưng rong thiên ta đã sử dụng chị cho đi thủ sĩ là nó. Okay, you guys, so this next clip is going to be Xifu talking about Tau Epo, a Jiao Yu Dunju to Blim Gun Neng Ha, Gun Yai, then the show to a Jo Neng Jo Yai Le Na Yao, okay? So those who follow me in the past remember briefly that I did talk about what Jan Bei Feel Le Bei Kuku Sha Ha Bei Chi Kong Lu a more time to pay your kids than yo don't go lay don't pay your kids and also no longer you're paying you born yo. This happened to me when I first started on journey, okay? It feels like I was like floating mid air, like my feet cannot reach the ground. Rongole, like I'm not all there, okay? Rongole, you go kushana, stuff like that, okay? Depressed, everything like that. So Xifu talks a little bit about that, and then Xifu goes into you know, after you raise your altar, what you know, what happens and stuff like that. And he also talks a little bit about ancestor guides as well too, okay? So yeah, I'll play this clip for you guys. Okay, you guys, I lied. I'm gonna play two clips for you guys, okay? The first clip is gonna be about ancestor guides. Pretty much a mix of everything I just told you guys earlier. So a mix of ancestor guides and then okay, so it's gonna be two clips back to back. So I just don't want you guys to feel confused that how come he's repeating himself from, you know, beginning to end, because it's gonna be two clips back to back, because remember, these are from different sessions of me talking to him and him telling me kind of like similar same things, okay? họ tự do con tự họ sai số có giờ số sai trở có giờ trở sai tu xa mà có rung lực chân phan ta sai tu trở mà có rung lực chân phan ta do là một con bài là một thua là khó là rung là khó là sở thế gì đó để có phát tỷ hóa tại tổ năng lô có cho tu ma tu khề là tu tề tu tờ đó thân nó cho lô sẽ giờ phụ tự cho phá tự lô yo cũng cho nâng nè nâng ti tăng một bộ tiệm môn chi có tàn trò rừng bị tàn trò rừng mua hạt cố hạt tre mua hạt lồ nó trồng đầy thổ dạng tu thổ gì mà thế dù dù cho nâng mà dù cho nâng bò nâng giờ nâng tự rừng tự công là mà nhà nó tên nè tên gì là đua to là chê nó từ là chỉ mua là to xe là lô là cho cá bài là nó chê cho lâu mô lúc thằng nâng chạy kia cho mù ý đồ thì khăn tổng lời thì khá chùa lời yên chỉ mất lâu lửa chỉ đi chạy gà mù tơ rồng trà đồ thì xứng thật chứ chứ nâng chư dây cho tư nâng chư dây và dạ có yếu chỉ khẩu chỉ sĩ chỉ nhó tàn cho chỗ lúc thằng nâng đỡ chỉ có chỗ khẩu lúc chứ luôn chùa lâu ô bỏ hộ thế thì mới cuộc dạ rung được là cứ chia để cho và chỉ rung sĩ chỉ có những chiến cho lúc ta nâng đỡ ta chỉ lợi lý chỉ cho quân nâng khỏi dài nữa do chủ ba hóa sư sư chế lợi dạng của lý dù cho chủ đoán chủ bị lợi sớm thử nó đọc cả đọc bố bệ phát tỷ hóa tài tử nâng chua chung tế dị chung tô chế cho môn châu bệ chế phát tỷ hóa tài tử nâng mà chua chua chế ô dạ cho nâng mong lý nó ờ lỡ ờ ta gì tử lỡ lỡ cơ bộ cơn chí lỡ tiêu lô nè chê nè mô rử kia cho phô lo phô bể u lần ta yên mô bể rừng cho bể ta chê nè nó có một thân sửa cho chê bọn ta thế nè mô nhón tế nè tô chung chê nè bó tế cú mô tú xa lăng thay sân tử lo lo tế nè tế tí ta lỡ yếu mô tú cho nâng cho dài tàu lỡ lô nè chê nè y chung tư nè lòn chùa sửa y lửng ta ý chung tư nương lan chùa chùa này cho viên châu cho cử thi ý lự thập lần ta tu tương thì tăng tàu tiệt tàu thế chỉ đa chỉ ở nâng đó đi chơi lỡ lan chuyên cầu thuận tới tu pin ca lo một chỗ bố bị trả cửa nâng chơi trong cần cầu đồ trả cửa nâng chơi khen nâng cho chỉ có thêm bố số một địa dễ địa chuẩn ta lo có thêm bố số một cửa nâng cửa dài cửa tàu cần tới bỏ ở tới tụ tài địa nông đô lô tới phong đô chưa kiến chưa mỉ mà tìm một số phụ biến đô lô này chứ
ก็เที่ยมอเตมอเตมอปลามอดัวมอต่อหงทาอีหยอกขอจีรอจีเยาเราอมอนดาจีสีนังสีเยาหลังจวยเจโอ้หมกคนนังโลนะจียอดเตียวยังเราไม่ตั้งตัวใช้ปอหงนะจีไม่ตั้งตัวจีก็รงดาโลจีตัวสีนังเดือเจตัวสีหื่นเดือเจอัวโตก็สีหื่นดาไลหนึ่งยังคงดัวดาไลจีก็นึ่งมต่อจะนึ่งมูจะนึ่งปอนทาโลก็จะนึ่งเนี่ยนึ่งสีรอช่อรอนเถียนทาโลจะเล่าเรามุโตก็จะอวท่านนึ่งโตก็จะก็ตุปลีนเดี๋ยวเราจะเกาเหลาเหลียวยังเกิดนึ่งเกิดชีโตที่เกิดใหญ่เกิดชีโตทั่วลินทาอีอะไรแต่ฉันก็ตุนจุดด้วนจุดปลีนมาจะย้อนดูผู้เปย์จะเกิดนึ่งชีโตหล่อเนี่ยอ๋อนู้ตัวอย่างกูจ้าก็รู้ไทยอือจั่วอวท่าอวเก่งเดี๋ยวมากูมามุจ้าก็ตุนจุดด้วนจุดปลีนผู้เปย์มาเกาหล่อตาตัวบันเดือเหลือจริงแต่ฉันก็ผมบอกสัวก็จะย้อนจีรงเจียก็ตุปลีจะย้อนผู้เปย์จะเกิดนึ่งเราจะไม่เกิดไปตารอจะกูจะเพื่อเดียนี่ก็จะแค่นั่งใครให้เจ้าของก็โปกันเจียอ๋อต้องนั่งมาก่อนต้องจังต้องเห็นต้องมึงไอ้ก็สู้เจก็ก่อนตอนตู้ก็จีเจก็ก่อนตอนเตยอ๋อจีละว่าจวดได้ตอนเตยต่อข้าตัวรถซาลวนเอออย่าโยนต้องนั่งมาให้รู้นั่งไปแทนที่จอต่ออู้ให้รู้ยังไปแทนทางจอต่ออีว่าก่อนหมอปูมันจีอย่าหมอคอนเดียเตยจนเดียนตู้ต้องตาเทวนั่นจีก็ตู้พิจารณาไปก็มูเราก็ยังถึงมาฝันก็ยังมึงปอก็ตุปียังมาต่อตัวก็ตุปียาตุเสือหือซึเจก็อ้วนมาก็จะมึงโฮโฮคนนั้นก็จะมัวหลุดตัวล่อฟาดีฟาแต่ตัวนั้นเนื้อล่อก็ล่อล่อก็ล่อก็จอก็จะตู้เตะตู้เตะตู้เดินตู้หลัวเออก็ข้าหน้าชัวกูจะคนนั้นคอยย่ายว่านั่งเนี่ยนั่งซีนุ่งตรงเทต่ออู้ยันตัวต่ออีพึ่งว่ากูมาเต็มมาเตออ๋อย้อนจีรงไอ้กูจวดเพียงนั่งยี่เพียงควรเถอะเชื่อชัวจุดตัวคู่ตัวชัวคู่ตัวจุดตัวจุดที Okay, so this is going to be the second clip, okay? The second clip, Xifu is going to repeat some similar information, okay? ก็จะเขาเกี่ยห์เดียมุตอกควายมุปิเชติจงวันเดอปิเชนจัวเกี่ยนี่เดอละเออเขาอ้วนหรือร้อนสีเขาเคลที่จะยิงป้อจะเกี่ยมุตอกความุตอกควาเทียวป้อมุอุลสีหื้อเดี๋ยวจะเกี่ยมุลินเดอละนั่นจะชิญวัวเลยเถอะแล้วก็โยลีนั่นจะก็ยิงสีป้อเทียเจเป้เกี่ยเจนังนั่นจะยิงอ้วนลินเดอเนอะถูกอุ้มไปจ้าโลย้อกงใจกงรอจะจ้าโลเดียกูว่าในซื้อจะกูเคลียเป้ท่านะจะจอกขัวโชว์ขัวร้องหูหูก็ที่มาจอดจัวจู่เนี่ยกาก็เนี่ยว่านั่งยันนั่งหูหูซื้อเจเนเซอร์ว่าเลยโลนะจะเป้ท่านะจะตอนนี้จะขัวร้องหล่อที่ที่สุดทั่วเลยแต่ที่มาตุนจู่ตุปลีว่าก็เลยมาก่อนเต็มทอมเกิดนั่งเลยหล่อจอคนนั่งคอยยายนั่งเนี่ยนั่งจีนเดี๋ยวรออยู่อีหรือรอนจวดชัวเนี่ยจอตู้กูตู้ตีนใส่กึ่งใส่ตีอีผงเด้อเนี่ยจวนหงยามหงชงเด้อเสียตู้ตู้ตู้ตื่นสีว่าจอตู้จอนั่งเตี่ยตู้จอนั่งน่ะเจริญจริญมัวตู้เลยเนี่ยนั่งเตะเก็บตู้ปีจมูกเกินนั่งตู้ผู้เป๋เลยนั่นน่ะมัวตู้ปีนั่งเตะจมูกเกินนั่งตู้ผู้เป๋เลยเจ้ามุญปูไปตัวมาตัวมันเดือบเกิดโดยฉาเกิดนั่งเลยเจมันในเจ้ามุเคียนนั่งเคยแย่เจ้ามุตรงนี้ว่าเจ้ามุเกินโตเกินเต้นตาเจเน่งเพิ่งมวยอีตุปรีเพิ่งชอบมุตรห่อนเต้นตาเมื่อตุปรีเพิ่งบอกสวมุเกิดลินเต้หอเพิ่งมุปอลวดเทมีจืดขึ้นจืดเมทมีโตมีเต้เทมีแต่เดียสิตั้งสิเจอเปรูหล่อเพิ่งเกิดนี่ว่าเหนื่อยเกินโตเกินเต้เต้หมดเดียเร่เดียจวบสิสิหล่อกูยิงยอมูว่าจ้าจ้ามูว่าสิลินเต้สิหล่อยิงยอหนาเทเจขึ้นเจอเด้อไอ้มูว่าเล่นไม่เหนื่อยว่าจะเทียกันเติมเติมหลายยิ่งย่อเจก็เพิ่งมาอีคนเนี่ยบอกสวมปล่อยเล่นเติมเด้ชงเจริญมาเลยวันนั้นชั่วซาเจโอ้เนี่ยน้องหมกคนนั้นไหลนะเจโจ้เกก็หลังตาเจโลว่ามึงแล้วจ๋อว่าอีเทียมากูจิโป้เนอะเนี่ยว่าเจเนี่ยเกนั่งจิโป้ได้ใช่ไหมไปเจอหน้าเจแล้วว่าเจแล้วยิ่งจะเทียให้เจเนี่ยช่วยตัวปลีนยอดตัวเปรียวตัวปลีสุดสูงเดี๋ยวเรามันเต็มทอมเกินนั่งหลังตาเจ
có ở bể than đó là có chuyện một sai chuyện được cần ta ra phong mà hai đầu tụ bị bể thì cả chi cờ nâng cờ có chân cờ dài cờ có măng ngõ cờ có bồn toàn chuyện ta nó từ cho chết cho nhưng mà to muốn rõ than đâu than đâu một chỗ ra tới con điện thua nó trổ sự nữ nhỏ nữ bể để chỉ cho lý để ta thiếp lâu và cho kia có lúc chỉ có khổ mù lợi chế mà thì chỉ có khổ tu đạo rồi cho chúng ta gì chúng tu phát triển hóa tại chỗ năng lượng ta lo chỉ nó nói giờ nó nè khi sẽ lù lò tăng lò tiền thì khi sẽ lù lò to tài lượng ta lo đã văn đã chế một cái ngân đô ngân pi họ cho năng khó khởi cho dài khó khó tung sát tung so tí sĩ lượng ta lo chỉ to tung trụ đoan trụ pi to pi to chả cử năng cử dây nó tôn tế niên tôi xong lời chỉ cho chạy cho nhung lời yếu to mù chờ nè kho tí hố vào chế chờ tố kho ký giống một chờ cứ kho tí chờ năng kho trả sản đổ mà có chứ một sau mà thổ cho tụ nó cho tụ nó thơm tôn tên ta thì cả của một chuồng cả dân cũng dân hoàng cả chứ ra chứ rồi tố năng tự dây cho tụ nó cho tụ tôn tên ta thì nó nói chỉ toàn là một rõ than tớ rủ than tớ cho một quan bài một thua cho tụi nó cho tụi cỡ nâng cỡ dài cỡ mừng chân ta thì to tụi tớ lo chỉ nó tớ chỉ có cho chú cho bị bể chỉ thế lo hủ chỉ lo chuyện thì tế con thì tu là thứ chỉ có thể chỉ mua mỏ và thì giờ nâng chế nâng lì nó rồi nè chứ rồi dòng đua là sư ô chỉ hậu em đua nó là sư đó thì to tuấn trụ đoan trụ pin ở lò thì cho có ứ lâu lò ta thành tới chỉ cho là cho đồ thành tố thành tới chỉ lò phụng công phụng mong có kho bị to chỉ cho con đã hạ chỉ cho kho toàn thế mà có những công chúa sẽ tỏ hồ mà có những hồn chúa xì lợi chúng ta mà chỉ mà đi cho cá cho kế đồ có một con thì thấy chuẩn điện tu chỉ nó được có trả tha ta lại chỉ dám mừng chịu kho mù lý lần ta đó chỉ mà thơ lúa tao hôm bữa nó chỉ giờ có một kho có kho chế sĩ chế cả liền linh đại có chỗ kho mi tu mi nhỏ hồ vào chế sĩ chế cả liền chỉ có một kho sáng chỗ nó chỉ có ấy thơ lúa tao hôm bữa tao chỗ tu sĩ hư nó chỉ tu sĩ hư đã có phụng ý cho lũ nhà lũ cũ chỗ có chỉ có kho tao thiết bữa lũ toàn thế nó chỗ lũ toàn thế nó làm thế nghe nó cho tất cả chỉ có mà nó mua lực nó chỉ năng chế thiệt tía đồ rộn tớ, nó mà. All right, everyone. Thank you so much for tuning in on this session of Oh My Shaman vlog. If you guys have any questions, please feel free to comment them below. Or, yeah, that may more question. Actually, no, Xifu lo. Hey, comment below as well, too, and I will be happy to talk with him and see if he will be willing to elaborate more on that particular subject for us, or maybe even explain more about a story that we all don't know about or something like that, you mean? I'm sure he'd be more than happy to elaborate on anything that we like clarification on. Again, my Xifu is not from America. He is from Laos, okay? So please keep that in mind. He is from Laos. So if you guys have any questions, let me know. But he is a very genuinely nice guy, and he is more than happy to help anyone out or anything that he could do for you. So, let me know. I can send you guys his contact information. And he'll be more than happy to, you know, talk with you guys and see what he can do to help you guys. But other than that, you guys, thank you very much for tuning in. You guys have a safe and happy Halloween, okay? Thank you.